Netizen Trung Quốc nói gì về việc sang Việt Nam tìm vợ và cái kết đầy như thế nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề: "Vào ngày thứ ba sau khi tôi đến Việt Nam tìm vợ, tôi cảm thấy không thể tiếp tục nữa và không biết phải làm gì bây giờ." Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Tôi gặp cô ấy ở Việt Nam vì công việc và dần dần đã phát triển mối quan hệ, nên nếu làm ở Việt Nam sẽ ổn định hơn và có nhiều cơ hội gặp gỡ các cô gái Việt Nam hơn. Nếu đi du lịch sẽ rất bỡ ngỡ. Đừng nóng vội khi tìm vợ, có tiền chưa chắc đã mua được thứ mình muốn, rất dễ bị lừa. Ta phải làm gì? Chúng ta chỉ có thể khám phá từ từ. Bạn chỉ mới 3 ngày và tôi đã ở đó 1 tháng rồi. Bạn hãy tìm cô gái Việt Nam từ những người ở gần trên WeChat, đến một trường dạy tiếng địa phương ở Việt Nam và học tiếng Việt để giao tiếp với con gái. Nếu tìm được thì bạn cho tôi biết, tôi cũng muốn tìm vợ mấy năm nay rồi. Nếu tìm được thì báo cho mình nhé, mình sẽ ra Hà Nội tham gia cùng bạn. Không đáng tin cậy, việc đến Vân Nam hoặc Quảng Tây tìm việc gần cảng và từ từ cùng nhau làm việc sẽ đáng tin cậy hơn nhiều so với việc trực tiếp đến Việt Nam tìm việc. Bạn nói con gái Việt Nam làm ở cảng đáng tin cậy hơn phải không? Bạn cũng có thể tìm kiếm trong khi làm việc. Tìm kiếm trong khi làm việc, không có gì đảm bảo bạn sẽ tiêu tiền vào việc gì và không ai có thể tìm thấy bạn nếu bạn bỏ trốn. Trước tiên hãy tìm một công việc ở đó đã, quên việc đi làm đi, tôi đã không làm việc ở Trung Quốc được 2 năm rồi, chỉ cần tìm một công việc, nếu bạn có một công việc, thật dễ dàng để nói chuyện với họ. Hãy đến một thành phố nhỏ ở phía Bắc hoặc một khu vực thành thị đến nông thôn, ở đó nửa năm và bắt chuyện với những người ở gần đó, chi phí sinh hoạt thấp và tỷ lệ thành công cao. Các cô gái ở các thành phố lớn và các thành phố phía Nam vui vẻ hơn, đi du lịch đến các thành phố nhỏ trước. Bạn có thể bắt chuyện trên đường đi, nếu muốn học tiếng Việt hoặc chủ động, hãy nắm bắt cơ hội sau đó quyết định ở lại một thời gian. Việt Nam không dễ tìm như bạn nghĩ, đừng để những người đó và những bình luận của họ trên Internet đánh lừa bạn. Bạn có thể đến công viên và trò chuyện trên điện thoại mỗi ngày. Nếu không thì về Việt Nam đã khó khăn lắm rồi, trừ khi bạn muốn ở lại Việt Nam. Quên nó đi, tôi sẽ kiên trì nếu không được, tôi sẽ đi Nabon, tôi dự định sẽ trở về Trung Quốc ít nhất sau Tết Nguyên đán. Bạn có nói được tiếng Việt không? Bạn có chấp nhận sống ở Việt Nam không? Nếu không thì quên đi, Việt Nam tiêu thụ nhiều, bây giờ không phù hợp. Mình mới về Trung Quốc ngày mồng 1 và ở Việt Nam được gần 2 năm nhưng vẫn độc thân. Chủ yếu là vì tôi không muốn đón Tết ở nhà. Bạn có muốn ăn mừng năm mới ở Việt Nam không? Ôi chúa ơi, trong dịp Tết Nguyên đán, các nhà hàng đóng cửa, cửa hàng đóng cửa và mọi người lại về quê ăn Tết. Tôi thậm chí còn không thể gọi món mang đi ăn, thật nhàm chán. Đi Nabon đón Tết Nguyên đán vậy. Nhà tù Lào đang giam giữ nhiều đàn ông Trung Quốc tìm vợ. Điều này đúng, Việt Nam cũng sẽ bắt đầu điều tra thôi. Ngay từ đầu bạn đã khó tìm được vợ Việt Nam, bạn không biết người khác và bạn không có tiền. Về Giang Tây cũng được, tôi sẽ tặng anh món quà đính hôn đảm bảo là 380,0 nhân dân tệ. Ở Việt Nam có nhiều xe máy không? Xe máy là phương tiện di chuyển chính ở đây. Bạn nên về quê tìm vợ, bạn sẽ không đủ khả năng mua được nếu tìm ở thành phố. Không cần phải đi, tôi đã nói rồi. Nếu có bạn bè, bạn có thể cố gắng ở lại lâu hơn. Không cần thiết phải ở một mình. Tôi trở về từ Hồ Chí Minh ngày hôm qua. Vợ tôi đã bỏ trốn sau khi sinh con và vẫn phải nộp đơn ly hôn. Bạn sẽ mở một quán bán đồ ăn nhanh hay gì đó, thuê người phục vụ và sau đó chúng ta sẽ làm việc đó, phải không? Tôi đã nói với bạn rằng bạn sẽ bối rối. Sau 1 hoặc 2 tháng, bạn sẽ bình tĩnh lại. Đây là lúc thiết lập nhận thức đúng đắn. Nhiều người tự tin đã thất bại trong quá trình này, phải trả học phí và sẽ không học được gì. Sẽ tốt hơn nếu bạn học một ít tiếng Việt trước, thông thạo nó và sau đó kết bạn ở đó, nếu không, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán khi nói chuyện một mình với chính mình. Người sang Việt Nam bây giờ có theo trào lưu tìm vợ không? Tại sao việc xin hộ chiếu ở đây lại khó khăn đến vậy? Phúc Kiến là tâm điểm giám sát vì một số người tham gia kinh doanh bất hợp pháp ở nước ngoài. Việt Nam đang chờ đợi các bạn, hãy học ngôn ngữ trước và luyện nói bằng cách ra ngoài mỗi ngày. Càng gặp nhiều người, bạn càng có nhiều cơ hội. Việt Nam càng ngày càng khó tìm, hơn nữa tôi cũng không có người quen. Có người nói đến Trung Quốc để cưới tôi, nó có đáng tin cậy không? Tôi cũng biết có người đã trả cho cô ấy 7.000 nhân dân tệ tiền đi lại, phí visa và con gái cô ấy thực sự đã đến Trung Quốc để kết hôn. Chúng tôi đã ở bên nhau được 1 năm, hãy xem bạn có dám cá cược không? Anh ơi, em đi tìm vợ ở Việt Nam và bị lừa hơn 400.000 tệ. Bạn giàu thế mà sao lại bị lừa chứ? Giữ an toàn nhé mọi người. Xin chào anh bạn, về Việt Nam buôn bán nhỏ thì dễ kiếm vợ. Có một người đồng hương ra Hà Nội kinh doanh được 1 năm và tìm được một người vợ bản xứ. Còn không bạn sẽ không tìm được và bạn sẽ tiêu hết tiền của mình. Anh trai tôi cũng cần một người vợ. Có người nào tốt bụng có thể giới thiệu cho cô ấy được không? Anh ấy sống nội tâm quá. Thôi nào, vài ngày trước tôi đã thấy một người đàn ông 40 tuổi đến từ Hà Nam đưa một thanh niên 26 tuổi về nhà. Lấy vợ thì dễ nhưng lâu dài thì không dễ. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và không dám đi. Không đời nào đâu, mình mới đi về nước, vất vả quá các bạn. Tôi cũng tìm thấy một cô ở Việt Nam. Tôi sẽ đi trong vài ngày nữa. Nếu bạn đi đến vùng nông thôn bằng visa du lịch, bạn sẽ bị bắt, vì vậy hãy cẩn thận. Nhiều người trong số họ đã ra đi. Tìm vợ có khó không? Nếu ở nhà không có vợ thì tôi đã tìm được 4, 5 người rồi. Khi quá trình chuyển giao dừng lại, cảm xúc sẽ trở về số 0. Hãy đến đây và tôi sẽ giới thiệu công nhân của tôi với bạn. Thật hay giả, bạn ở đâu ở Việt Nam? Không sao đâu, tôi vừa từ Việt Nam về. Tôi sẽ đến ngay sau bạn. Mình ở Mopa, bạn ở đâu ở Việt Nam? Đừng hỏi thông tin từ người Trung Quốc ở nước ngoài. Nếu bạn tự tìm kiếm, bạn sẽ không dễ bị lừa. Bạn không biết hiện nay phụ nữ Việt Nam cần có bằng chứng đặt cọc để sang Trung Quốc sao? Lừa đảo hôn nhân ở Việt Nam từ lâu đã hình thành chuỗi ngành. Chính người Trung Quốc lừa dân Trung Quốc. Vĩnh Long ở đâu? Bạn có thể xuống máy bay tại sân bay Hồ Chí Minh và bắt taxi đến Long An trong vòng 1 giờ. Tốt nhất là nhờ ai đó đưa bạn đến đó một cách mù quáng. Gặp phải một kẻ lừa đảo cũng dễ dàng không kém gì việc tìm người giới thiệu cho bạn, và từ từ phát triển mối quan hệ cũng vậy. Chỉ cần bạn đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ hết lòng ở bên bạn. Vợ chồng tôi là những tấm gương tốt. Tôi, một người ở Phúc Kiến, muốn sang Việt Nam mang về một cô con dâu, không biết có trụ được lâu không? Ở đó bây giờ không nghèo nên khó tìm vợ. Hãy đến làm việc cho vườn cây ăn của tôi sẽ giới thiệu miễn phí cho cô dì làm ở vườn cây ăn của. Để tìm được vợ, bạn không cần phải vất vả như vậy. Thực sự, bạn có thể lên mạng gặp gỡ và trò chuyện trước, sau đó mới đến gặp sau khi trò chuyện. Bằng cách này, khả năng thành công sẽ cao. Đối với phụ nữ tương đối thấp, sẽ hơi khó khăn. Bạn phải biết lướt Internet nói chuyện riêng. Những người phụ nữ bạn gặp có coi bạn là điều hiển nhiên hay họ thực sự muốn yêu bạn và trở thành vợ của bạn? Bạn cụ ơi, bạn ác liệt quá, tự mình về Việt Nam tìm thì hơn. Chi phí 200.000 là có thể làm được. Tôi vẫn không muốn tìm một người giới thiệu nữa. Tôi có thể tìm thấy những cô gái Việt Nam ở đâu? Nếu không tuyệt vọng thì tốt nhất đừng đi. Tôi mới về thôi. Tôi đã tìm được vợ và tôi đang chờ bằng chứng về tình trạng độc thân của mình được đưa ra. Cả hai chúng tôi có cần chứng minh mình độc thân không? Ôi trời ơi, tôi cũng là người Việt Nam. Cưới vợ Việt Nam cũng khó khăn trong việc lấy giấy tờ. Bạn có thực sự độc thân? Tôi cảm thấy bạn nên có một người chồng. Nếu không thì tại sao bạn lại đến Trung Quốc? Tôi cũng sẽ về Việt Nam vào tháng tới. Bạn có thể giới thiệu cho tôi người bạn thân nhất của bạn, người chưa có bạn trai được không? Mất bao lâu để có được hộ chiếu? Tôi cũng muốn sang Việt Nam tìm vợ. Tôi sẽ làm xong trong 4 ngày, chỉ cần mang theo căn cước của bạn. Tới thành phố Quảng Tây để chặt mía, làm việc chăm chỉ, cô gái Việt Nam được dì địa phương giới thiệu đáng tin cậy hơn. Bạn không thể trực tiếp đến gặp dì của bạn để giới thiệu cô ấy sao? Cắt mía cần những điều kiện gì? Tháng sau tôi sẽ cùng chúng tôi đi miền Bắc Việt Nam. Cả nhà tôi sẽ đi ăn Tết vào tháng sau. Ở Việt Nam có rất nhiều người Hoa ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội. Nếu không hiểu bạn có thể hỏi người Hoa họ ở đâu và họ sẽ giúp bạn. Tin thấy không? Anh trai tôi chưa kết hôn và tôi muốn giúp anh ấy tìm một người. Bạn có muốn đi cùng nhau không? Nếu bạn đến Nepal hoặc Pakistan để tìm vợ, bạn sẽ không bỏ chạy mà không hỏi giá cô dâu, và người phụ nữ đó rất tận tình. Từ các bình luận trên, có thể rút ra một số kết luận về cách netizen Trung Quốc nghĩ về việc sang Việt Nam tìm vợ. Nhiều người ban đầu kỳ vọng việc tìm vợ ở Việt Nam sẽ dễ dàng, nhưng sau khi đến đây, họ nhận ra rằng quá trình này không đơn giản. Những khó khăn bao gồm sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và yêu cầu pháp lý. Các bình luận nhấn mạnh rằng có nguy cơ bị lừa đảo khi tìm vợ ở Việt Nam. Một số người cảnh báo về các chiêu trò như lừa tiền mai mối, hôn nhân giả và chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo liên quan. Nhiều ý kiến khuyên rằng để tăng cơ hội tìm được vợ, cần tạo dựng mối quan hệ thông qua công việc hoặc học tiếng Việt để giao tiếp dễ dàng hơn. Việc thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam, chẳng hạn như sống lâu dài tại các khu vực nhỏ và học cách tiếp cận từ từ, cũng được nhấn mạnh. Có ý kiến cho rằng con gái ở thành phố lớn thường vui vẻ hơn, nhưng tỷ lệ thành công cao hơn khi sống tại các vùng nông thôn hoặc thành phố nhỏ vì chi phí thấp và ít cạnh tranh. Một số bình luận thể hiện sự thất vọng sau khi không đạt được mục tiêu nhanh chóng. Tuy nhiên, những người này thiếu kế hoạch lâu dài và hiểu biết sâu sắc về xã hội Việt Nam, dẫn đến sự mệt mỏi và ý định từ bỏ. Nhìn chung, netizen Trung Quốc thể hiện một sự pha trộn giữa kỳ vọng lạc quan và thực tế nghiệt ngã khi nghĩ về Việt Nam. Tuy có sự tò mò và hy vọng, họ vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ rào cản văn hóa đến nguy cơ lừa đảo, đồng thời nhận ra rằng tìm vợ ở Việt Nam không dễ dàng như lời đồn trên mạng.